Alo, xin chào tất cả các bạn. Thì là clip ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách, đó chính là mình sẽ tiêu diệt con quỷ đầu loa Sanef. Đó là hay gọi là con SCP-689 các bạn. Cái tổ chức SCP-689 này nó tung ra rất nhiều những cái con quái vật ghê gớm luôn. Cho nên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải cứu thế giới này bằng cách tiêu diệt con quái vật đầu loa các bạn nhé. Con quái thú đầu có bộ loa trên đầu, thì bây giờ mình sẽ xử lý nó bằng cung tên thần công. Ui, chạy 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 chạy. Nó ăn thịt mình rồi. Mình sợ quá các bạn ạ. Nhưng mà thôi, để cho hết sợ thì chúng ta sẽ phải sử dụng vũ khí, chúng ta tiêu diệt nó thôi. Tấn công nó luôn. Tỉa nó nha các bạn ơi. Vũ khí huyền thoại của mình đấy các bạn ạ. Ở đây là mình có rất nhiều loại vũ khí rất là hay ho luôn. Để mà tiêu diệt được con quái thú này, chúng ta phải sử dụng rất nhiều loại vũ khí kết hợp với nhau mới có thể tiêu diệt được con quỷ đầu loa. Vừa rồi là con quỷ đầu loa này nó móc lốp mình, nó ăn thịt mình ở phía sau các bạn ạ. Mình không kịp trở tay cho nên là bị con quái vật đầu loa này nó ăn thịt. Nhưng mà thôi. Ủa các bạn ơi, mình vừa hồi sinh phát thì là ngay lập tức con quỷ đầu loa nó ăn thịt mình luôn. Cái con này công nhận nó nhanh thật. Ôi, thôi anh ơi, đông lắm anh ơi. Anh ơi đông lắm các bạn ạ. Ui rồi, không chạy được luôn các bạn ạ, bởi vì nó đông quá. Mấy cả cái tay của con quái thú đầu loa này nó dài quá. Thôi mình phải trốn vào trong cái chuồng cọp như vậy. Cái chuồng này như kiểu là đang xây, vừa mới xây xong ấy các bạn ạ. Chưa, à không, đang xây dở ấy. Ok các bạn, bây giờ mình chúng ta sẽ sử dụng khẩu AK-47 Iron để chúng ta tiêu diệt con quỷ đầu loa nha các bạn. Con này nó đứng im thì mình sẽ lôi ra. Đuổi mình rồi, nó đuổi mình rồi. Đuổi như này thì mới sung các bạn ạ. Ấy, kinh nhật. Các bạn thấy quỷ đầu loa hay không? Bây giờ chúng ta tiêu diệt nó nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ thử nghiệm những loại vũ khí để xem là những loại vũ khí nào đủ sức mạnh có thể tiêu diệt được quái thú đầu loa nha các bạn ơi. Mình sẽ bắn nó này. Wow, không được rồi. Bây giờ mình sẽ thay đạn thôi. À các bạn ơi, mình giới thiệu các bạn, đây là thần kiếm của mình. Ôi, vừa nói xong quả thần kiếm thì nó ăn thịt mình luôn rồi. Được rồi, cận chiến luôn nha các bạn nhé. Đồ long đao. Tấn công, tấn. Các bạn ơi, được các bạn ơi. Mình tiêu diệt được con quái vật đầu loa rồi này. Rồi, nó ăn thịt mình luôn. Nói chung là xét về tổng quát thì con đồ long đao này của mình khá là mạnh đấy. Nhưng mà có một cái là chúng ta khó có thể tiêu diệt được nó hơn. Bởi vì là ấy, các bạn biết sao, nó rất là nhanh luôn, với cả tay nó dài. Cho nên là để mà tấn công nó đâu phải dễ đâu các bạn. Phải, chúng ta phải ra tay thật nhanh thôi thì nó mới có thể bị tiêu diệt được. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tên lửa bắn nhé. Ôi ơi, mình bắn con tên lửa mà trúng luôn cái hàng rào rồi. Thôi, chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác lại. Đây, minigun. Đấy, kịp chưa? Wow. Vào đây các bé ơi. Các bạn ơi, mình sẽ tiêu diệt tất cả quái vật đầu loa cho các bạn xem nhé. Quái vật đầu loa khỏe quá. Bây giờ chúng... Ủa, mình đang chuẩn bị thay một khẩu súng khác ấy, nhưng mà con quái vật đầu loa này nó nhanh quá các bạn, nó ăn thịt luôn. Thôi, chạy. Nó đuổi mình thôi. Ôi, ok. Rồi, xong luôn. Được rồi, chúng ta sẽ triệu hồi xe tăng vậy. Bây giờ phải trốn nữa đã. Chạy. Ôi, mở cửa ra nào. Mở cửa ra. Đây, ok. May quá các bạn ơi. Mình đã vào thành công rồi các bạn ơi. Ôi, sợ thế nhỉ. Ui, sợ thế. Wow, cửa, trốn. Wow, bên này cũng có cái vật đầu loa này các bạn này. Ok, ui, nó bao vây rồi. Thôi rồi, chúng ta sử dụng vũ khí khác thôi. Thần công của mình đó chính là khẩu thần công, đao non thần công, bắn ra đại bác các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt con quái thú này bằng khẩu đại bác. Đây rồi, à, con quái vật này. Rồi xong. Hai con nó bị tiêu diệt rồi, tiếp tục con thứ ba. Ơ, bị trượt rồi. Ô, nó không bắn được này. Ôi, quả bom to chưa này các bạn ơi. Wow, phát nổ này các bạn ơi, hết đạn rồi. Ok các bạn, thì hết đạn rồi các bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ thử vũ khí khác thôi. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm vũ khí này nha. Ủa, mạnh thế. Wow, các bạn ơi, vũ khí mạnh cực các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, wow, vũ khí mạnh thực sự luôn. Thôi được rồi, vũ khí này rất là mạnh luôn các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ thử sử dụng vũ khí khác xem. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng những tất cả những loại vũ khí mà có trong cái hòm đồ này để xem là vũ khí nào mạnh nhất các bạn nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí 148 Javelin, đấy chính là tên lửa các bạn ạ. Bắn nó này. Một quả tên lửa xuất kích rồi. Wow, lỗ to chưa các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tỉa thêm một quả nữa nha. Bay thẳng về phía cửa loa luôn. Wow. Các bạn nhìn cái tên lửa nó bắn nó đẹp không? Wow, không có một đầu loa là khỏe quá các bạn ạ. À. Tên lửa nhìn lỗ to như này thế mà không ăn thua nhé. Kiểu như cái sát thương của nó hơi kém ấy các bạn. Bắn thêm quả nữa. Wow. Chính tỏ là mấy con quỷ đầu loa này mà để mà sử dụng những loại vũ khí thông thường như này thì hơi khó thì tiêu diệt nó các bạn ạ. À. Nó phải có những loại vũ khí đặc biệt cơ. Đây mình sẽ bắn hết quả tên lửa luôn, chỉ còn đúng quả nữa. Ok các bạn, như vậy là không thể tiêu diệt được con quái vật này. Cho nên là chúng ta sẽ phải sử dụng một loại vũ khí khác. Tên lửa. Lạp đại không hết đạn tên lửa rồi. Đây rồi. Tên lửa này có vẻ mạnh đấy. Bắn thử nhá. Wow. Các bạn ơi, vũ khí này có thể tiêu diệt được quỷ loa rất là nhanh chóng luôn các bạn ạ. Cái vụ nổ nó gây ra ấy, nó to phết. Nó cũng khỏe thật các bạn ạ. Sát thương tung ra rất là mạnh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt tiếp con này nhá. À, bên này còn thì vẫn có vật khác này. Mấy con này cao phải độ tầm 15 mét. Rồi, ok các bạn, bị tiêu diệt luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một loại vũ khí khác nha các bạn ơi. Đâu? Đây rồi. Đấy. Wow, cái vũ khí này siêu to luôn này các bạn này. Cầm rất là nặng luôn, mình sẽ thử bắn nhá. Bắn hai con quái vật này. Wow. Wow, các bạn ơi. Quả tên lửa này nó bắn ra mạnh thật các bạn ạ. Kinh thật. Đây rồi, những con quái thú này mình sẽ tiêu diệt nó. À, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ trổ tài bắn siêu cao nhé. Bắn trên trời, nổ trên trời. Ở trên trời nó có một lớp bảo vệ gì, khi bắn lên trên trời nó sẽ nổ nhé. Mình chỉ bắn ở phía ngang thôi các bạn ạ. Wow, phát nổ kinh thật. Những con quái thú đầu loa đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi các bạn ạ. Nó không thể nào có thể sinh sôi lại lở nữa. Để xem quanh đây còn con quái thú nào nữa hay không, mình sẽ tiêu diệt nốt cho các bạn nhé. Ông ta. Wow, các bạn ơi, xuất hiện hàng Yugi kìa các bạn này. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt hàng Yugi này các bạn ơi. Wow, ui còn hàng Yugi, ui nó to chứ, ui nó ăn thịt mình luôn các bạn ơi. Đây là hàng Yugi các bạn nhé, quỷ đầu gấu đấy các bạn ơi. Quỷ này nó gấu lắm các bạn ạ, có mấy con siêu to khổng lồ đằng kia kìa. Wow, thủ lĩnh các bạn ạ, đấy là những con thủ lĩnh hàng Yugi đấy. Nó rất là to luôn, ui, nó cao hơn cả nhà mình luôn các bạn ơi. Nó cao ở độ tầm 30 mét đấy các bạn ạ, ui cao lắm này các bạn ơi, hai con đang làm gì này? Hai con này đang nhảy múa sao con này này. Ui, như con này đang muốn tấn công mình này các bạn ơi. Chúng ta tiêu diệt những quái vật đằng trước đây. Ăn trưởng đi cưng. Yeah. Vũ khí mạnh thật các bạn ạ. Vũ khí này có thể tiêu diệt được mấy con hăng. Ui. Ui, mình bị hăng Yugi màu tím tiêu diệt các bạn ạ. Con quái thú khổng lồ. Wow, ăn thịt mình. Wow, quái thú màu xanh. Hăng Yugi màu xanh. Có một quả mõm rất là to luôn. Mõm này hình trái tim. Và nó có cái bộ răng rất là sắc nhọn luôn các bạn nhá. Rất là nhiều răng luôn. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ bẻ răng của những con quỷ đầu to này. Ăn trưởng đấy. Yeah. Mình đã tiêu diệt được một con màu tím rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiêu diệt con màu xanh. Nổ như kiểu nổ pháo hoa ấy các bạn ạ. Yeah, mình vừa tiêu diệt được một con hangi màu xanh rồi. Đến một con quỷ đỏ là tiếp theo. Hangi quỷ đỏ đây. Yeah, thành công luôn. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng vũ khí khác xem thế nào nha các bạn ơi. Wow. Chưa kịp. Con này kinh đấy. Ui. Sợ thế nhỉ. Nói chung là không có gì phải sợ cả. Tiêu diệt luôn. Tiêu diệt luôn, đốt cháy con quỷ đỏ đen, quỷ đỏ xanh. Ăn trưởng đi. Mình sẽ tiêu đốt con quái thú hăng Yugi. Thay đạn rồi, thay đạn các bạn nhé. Đây rồi. Wow, vũ khí của Gaster. Ui, còn nó ăn thịt luôn các bạn ạ, vãi trưởng. Thôi được rồi, thế thì mình phải đáp trả thôi. Đáp trả bằng vũ khí hủy diệt vậy. Đây, ok.
À, một bé đang đứng ở kia, nhìn trông buồn buồn thế nhỉ. Còn một bé màu trắng đây nữa này. Tiêu diệt luôn. Rồi đi luôn rồi. Mình đã tiêu diệt nhưng mà hết đạn rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác nha các bạn ơi. Đây, vũ khí đây. Yeah, mạnh phết. Ui, kinh phết các bạn ơi. Wow, mạnh chưa? Chiu 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 chiu. Wow, nó đánh như nhiều sau. Wow, mạnh đấy. Thế thì mình sử dụng vũ khí khác thôi. Quái thú này. Wow, bạn ơi, vũ khí mạnh vãi trưởng. Wow, nó bắn ra được này, mình có thể di chuyển được tên lửa này. Chúng ta sẽ bắn vào mục tiêu đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi xong, con màu tím nó bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Hết quái vật chưa? Như vậy là đã bình yên chưa nhỉ? À, ở đây chúng ta vẫn phát hiện ra một con hăng ghi ghi màu tím, một con hăng ghi ghi màu trắng với cả một con hăng ghi ghi màu xám các bạn ạ. Mình sẽ tiêu diệt chúng nó bằng thần công của mình đây các bạn ơi. Để mình đây rồi, khẩu SBC Canon thần công. Một con màu tím đã bị tiêu hết à, diệt các bạn ơi. Ok các bạn. Còn quái thú ở đây không? Nếu như mà chúng ta phát hiện thêm quái thú thì chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả quái thú luôn. Với sức mạnh hủy diệt của vũ khí ấy. Bạn thấy kinh không? Mình có thể nhảy lên trên mái nhà các bạn tin không? Như vậy là quỷ đầu loa với cả hăng Gilgi cũng đã bị mình tiêu diệt rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ đã hết nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả bạn xem hết video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nút bấm chuông để nhận video thông báo mới nhất của mình. Bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn một clip sau nha các bạn nhé.